hai cái này đúng không? Ừ, cái này đầu lẽ không có tác dụng gì ý là vẫn sẽ phải có một cái áo để nó đủ ấm, có nghĩa là với cái thời tiết trước cái khi bạn bay. Cái mà nói em cái áo khoác bình thường ấy còn mà để mà đủ ấm mà đồ lẽ chuyên dụng không được. Tùy chứ lúc đấy anh bay sang nó đang mưa bão tuyết thì anh bạn đi mua mua ở Việt Nam nó rất là khó mua những cái đồ như thế. Đúng. Nếu mà các bạn sang bên đấy nó có cái store riêng hoặc là những cái cửa hàng quần áo riêng nó sẽ có bán những cái đấy và nó tốt hơn rất là nhiều mà giá thành cũng không không đắt lắm so với việc mua ở Việt Nam mà nó đẹp hơn một cái thôi, một cái vừa đủ xài lúc mới sang là được. Nếu mà mình mới đi mình mẹ có đi mua đồ Việt Nam xuất khẩu á, hiểu một cái áo rất là to lông ngỗng một cái chăn cuốn trên người vậy á, nói cho cũng ấm nhưng mà không có cua thời trang gì hết mà mình vẫn xài tại vì mua cái đấy thì cũng đắt mà đúng không? Nếu mà cái chỗ bạn sắp tới nó lạnh, hơi lạnh quá thì mình có thể mặc theo lớp, mình layer quần áo để cho nó ấm hơn thôi. Đúng còn sao mà đấy, tại vì một cái áo rất là dày á, bạn cho vào cái vali của bạn nó hết chỗ rồi. Đúng không? Thế nên thay vì pack một cái áo to thế thì có thể là khăn quàng hoặc là mũ với lại găng tay. Tại vì những cái chỗ là chỗ bạn sẽ dễ bị lạnh thì bạn quấn một cái khăn cổ đeo vào tay nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Tránh mang những cái quần áo nó dày. Bố mẹ bảo mang đi mang đi. Tránh mang những cái đấy. Mặc layer thế là nó đủ ấm. Chọn mặt chưa đúng không? Mình còn được chọn chưa chắc? Mấy cái này không phải cái này. Vậy chắc chắn là em phải mang theo đúng không? Tại những cái đôi giày nào mà để em travel cho tiện nhất. Nhưng mà những cái giày chuyên dụng cũng giống như là quần áo chuyên dụng, giày tuyết hay gì bắt buộc hay mua bên kia. Ở đây không phải ở chỗ để em mua giày này. Cái kể cả là bên này em mua giày tốt, điều kiện khí hậu và thời tiết nó khác bên kia có thể nó cũng không bền mà. Ở đây em mua cái giày mà cho thời tiết bên kia thì tốt hơn. Mình thì mình nghĩ là thế này, có nghĩa là lúc mà bạn đi trong cái thời gian di chuyển ấy thì là đi một đôi giày thật là thoải mái, còn lúc mà đóng đồ theo ấy thì con trai cũng biết là ví dụ như con gái chẳng hạn thì có thể mang một đôi giày flat một cái màu gì đấy cực kỳ trung tính để nếu mà có phải đi đâu mà mới sang tự nhiên nó có một cái hội hè gì đấy cần điệu điệu một tí thì còn có gì để đi được ngay mà nó không bị gọi là quá nặng hay là quá lố là sao đấy. Nói chung là những cái gì nhìn nó vừa phải thôi và đơn giản thôi mà vấn đề là bạn phải cảm thấy thoải mái và nó dễ pack, dễ mang theo. Mình thấy mình nên mang hai đôi, mang hai đôi giày đi. Một đôi mình đi để mình di chuyển ở sân bay ấy, thì anh mình dùng trainers là dùng giày thể thao bình thường thôi. Sneakers. Rồi rồi nên mình mang hai đôi tại vì sao? Tại vì sang bên đấy mà mưa một hôm nó ướt hết một đôi thì bạn còn đôi còn lại bạn đi. Hoặc là trời tuyết chẳng hạn mà đi tuyết ướt một cái là bạn còn một đôi còn lại để bạn đi để bạn chạy ra ngoài store bạn mua giày mới chẳng hạn. Nhưng mà có thể nhiều gia đình là tránh mua đồ ở bên kia nhưng mà thời gian đầu thì nên mang hai đôi đi đấy, không nên mang quá nhiều đi tại nó cũng tốn chỗ và nó cũng rất là nặng nữa mà sao đến nhiều giày nó rẻ hơn và đẹp hơn nhiều so với giày mua ở Việt Nam. Mình có mang một đôi dép Lào theo tại vì mình có thấy cái sơ đồ ở ký túc xá là phòng xong rồi nhà vệ sinh chung á thì nếu mà ở trong phòng rồi đi ra nhà vệ sinh thì chỉ mang dép Lào thôi thì nó rẻ hơn ở khi mình mua Việt Nam nó tiện nữa. Nam thì nên mang theo một đôi giày tây red shoes để mà ví dụ như có cái gì mà nó formal tí thì mang theo có chứ phải mang kính hoặc là ai mà cận thì phải có kính sát tròng của một hai cặp nếu mà cần. Nói chung là tại vì sang đấy mình không biết ở Mỹ nào mà anh mà khám mắt xong rồi làm kính hay nào nó khá là đắt nên là trước khi đi du học thì nên đi khám mắt và làm một hai cặp kính để một cặp để đeo một cặp để sơ cua. Nếu mà bạn dùng kính áp tròng thì nên mua rất nhiều. Mình dùng cái một tháng ấy thì mình mua khoảng 10 cặp cũng được. Em mua ở Việt Nam rất là rẻ so với cả mua ở bên đấy. Mua bên đấy không mua đâu. Rồi làm kính cũng rất đắt, một lần làm cũng phải. Còn bên Mỹ thì tụi em mang theo giấy khám của bác sĩ bên này theo. Tại vì lỡ mà có bị hư kính thì cái tiền khám mới là cái tiền đắt. Còn nếu mà ta có giấy bác sĩ rồi họ làm kính theo cái đơn của bác sĩ thì rất là dễ. Nhưng mà họ phải yêu cầu là có giấy của bác sĩ thì mới làm kính theo. Đối với mình thì tại vì các bạn là học sinh mà chứ không phải các bạn không phải là businessman hay là các bạn thì các bạn sang thì những cái cuộc như thế đó, trừ khi các bạn học ở những cái trường như kiểu Cambridge hay là Oxford thì nó rất là nó thì các bạn phải mặc những cái bộ đấy ở trong những cái dinner của trường. Còn nếu mà các bạn sang học những trường như kiểu vẫn là tốt nhưng mà UCL chẳng hạn thì các bạn không có những cái cuộc để các bạn mặc những cái bộ đấy mà nó rất là tốn chỗ ở trong cái vali của mình. Và
nghĩ là đi năm đầu á thì các bạn có thể mang một cái bộ vest đơn giản thôi, đừng đi may mà đắt tiền làm gì hết, tại vì không thực sự cần á, hay là mình không có làm ra tiền cũng nên tiêu vào những cái việc tiện như vậy. Nhưng mà sau năm nhất, sau năm hai, có những cái buổi networking mà các bạn học business á thì phải làm á, thì đúng là phải mặc business casual hoặc là business attire để mình đi kiểu network này nọ. Còn mình thì mình chỉ mang một cái bộ váy thôi, mình không có skirt hay là blouse kiểu sang trọng, nhưng mà mình chỉ mặc một cái váy mình đi, mấy cái đó thì cũng hợp lý và không có vấn đề gì hết. Có nhưng mà chỉ khoảng 2-3 gói thôi, đừng nhiều. Để đấy, những lúc nào mà khẩn cấp để xuống nơi muộn quá thì lấy ra ăn, xong rồi sau rồi bạn mua được lại hết rồi. Trừ khi bạn có một cái này mình cũng hơi mix thôi, tại vì trừ khi bạn có một cái món mình được bạn cực kỳ mê thì bạn phải mang cả thùng ra, chứ nếu không thì mang sao để về với mục đích là chống đói thôi thì không cần, khoảng 1-2 gói thôi, đừng mang nhiều quá. Hà Nội có cái gì, mì tôm chanh chua. Mì tôm chanh. Lúc nào nó cũng mang một thùng theo, tại vì đó bên kia không mua được. Đó có một số cái món là sự bạn cực kỳ mê thì bạn mới mang theo thôi. Mì tạp quân là mì lẩu Thái ở bên kia là không có. Có. Bên kia có luôn. Thì đấy tùy nơi. Đấy thì tùy nơi, nhưng mà còn về để chống đói thôi thì mấy ít thôi. Mấy, tại vì sao bên đấy bạn cũng mua được. Không. Bị nấu. Tại vì trừ khi là bạn mê gạo tấm hay là bạn mê các bạn mê gạo lạnh cực kỳ ngon ở Việt Nam thì bạn có thể mang theo thôi, nhưng mà còn nếu mà về gạo ở bên đấy bán nhiều á. Gạo Thái thì gạo rất là nhiều, nên là không cần thiết. Bên kia nó còn có gạo Việt Nam không có. Mẹ mua chăm con heo đất, mẹ mua chăm con heo đất. E-R-E-R. Ngày hôm nay em vui lắm, cầm heo trên tay em ngắm. E-R-E-R. Bây giờ thì sẽ xem là trong này có cái gì. Thì thứ nhất là mình luôn luôn có một cái gối với lại cái bịt mắt để ngủ trên máy bay. Nên là luôn luôn lúc nào cũng phải có, phải bay một mấy tiếng mà không có thì cổ gãy luôn ở trên đấy. Ở trong này thì với những vật dụng trên hiện trường thì sẽ có thứ nhất là cái tai nghe, mình luôn luôn phải mang theo tai nghe, nhất là cái nào cái của mình cũng tương tự như thế này, là nó chống ồn để khi lên máy bay xem phim hay là nghe nhạc gì đấy cảm thấy thoải mái nhất. Giấy tờ, hộ chiếu, passport là phải theo carry on này. Rồi máy. Rồi đồ sạc để transit hay là cắm ở trên máy bay có thể sạc điện thoại luôn. Rồi một cái áo thì ít nhất là cũng phải có một cái hoodie để ngủ và chùm đầu ở trên máy bay. Rồi những cái này sẽ bao gồm một ít snack, bánh để... Tại vì mình hay hạ đường huyết nên là sẽ cần có một cái gì để ăn để chống đói ngay lập tức. Với lại thường cái lúc mà mình bay sang Anh ấy, thì thật sự ở trên chuyến bay mình mấy tiếng thì họ chỉ cho ăn vào lúc đầu, lúc mà mới lên máy bay, và đến lúc hạ cánh thì mới có bữa ăn chính thức thôi. Nên là thường là sẽ mang theo một cái bánh gì đấy mà mình yêu thích để lên trên đấy. Rồi một ít đồ cá nhân như kiểu khăn giấy, khăn tay với lại bàn chải đánh răng, kem đánh răng để lúc hạ cánh thì sử dụng. Với lại sách Kindle để buồn lôi đọc. Thì đây là những cái essential với mình bốc ra từ những cái này. Chào các bạn, khi anh pack đồ để anh fly thì anh chỉ có hai concern trong đầu. Một là thủ tục, hai là comfort của chuyến bay. Anh thấy vấn đề về thủ tục thì giấy tờ cần thiết khi mà em có thể access nhanh là quan trọng. Thành ra lúc nào anh cũng để ở cái chỗ nào mà ít bị disturb nhất. Cái ngăn cái thường ba lô của anh có 2 ngăn, cái này có 1 ngăn thôi. Anh sẽ để chỗ nào mà chỉ có giấy tờ không để anh có thể lấy ra tiện lợi. Kèm theo với cái ba lô của anh thì anh sẽ có một cái áo, nếu mà trường hợp anh cảm thấy lạnh quá hay thế nào thì anh có cái cần tới là anh sẽ có ngay, nên anh cũng để vào chỗ mà dễ lấy. Okay. Vì người ta sẽ hay kiểm tra, nếu em có máy tính người ta sẽ bắt em mở ra và kiểm tra, nên máy tính anh cũng để ở cái chỗ mà anh dễ lấy hơn thay vì là bỏ vô vali.
Còn tất cả những vật dụng còn lại anh sử dụng ở sân bay khi mà chờ chuyến bay thì có sạc pin của điện thoại và máy tính nếu anh cần. Đó là phần thủ tục và những cái đồ tiện lợi mà anh có thể lấy ra ngay lập tức. Còn về phần comfort của chuyến bay thì đây là cái áo nào anh cũng có bên mình cho cổ của mình và để cho entertainment. Ali ký gửi của em nó đã đủ hàng, đủ ký rồi. Và hai á, là nhiều khi em có những cái bộ đồ mà ký gửi á, nó không tới liền thì sẽ trong này vẫn còn một số cái dự trữ cho em. Thì anh thường sẽ phát được từ 1 tới 2 bộ. Một bộ, một cái áo lạnh, một cái áo đi chơi, một cái quần và đôi giày. Anh mới biết được là người mà pack hợp lý hơn, thực tế hơn. Thắng cái trò này, anh thắng, bây giờ Vi sẽ chịu hình phạt. Vi muốn cái nào? Gà vô tay hay là đánh? Hành lý ký gửi mình là chắc được 7 ký hả? Thì anh sẽ đánh 7 cái.